Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Ok ok ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lại đến với tựa game Project XL thôi anh em ạ. Và anh em biết điều gì chưa? Project XL vừa cập nhật đấy anh em ơi, trời ơi. Và ok, trước khi vào clip cập nhật thì thật sự mình rất là mong anh em sẽ bỏ lại cho mình một subscribe và một like, bởi vì mình đã gần đạt được đến con số là 20.000 sub rồi, và mong là anh em sẽ ủng hộ để mình tiếp tục phát triển kênh lên được đến con số 25.000 sub, 30.000 sub và nhiều hơn nữa nha anh em. Và ok, rất là cảm ơn mọi người luôn, và bây giờ thì ấn subscribe và like đi, rồi chúng ta cùng vào clip thôi nào. Let's go. Wow, amazing. Ok, và như đã nói thì Project XL của chúng ta đã vừa mới cập nhật một cái phiên bản mới, đó chính là update V3.6. Và tại sao admin lại gọi là update một cách gọi là nhanh chóng như thế này? Ngày hôm qua mình vừa mới làm một cái update 3.5, thì ngày hôm nay admin quyết định ngay lập tức làm một phát update 3.6 luôn. Đấy, tại sao lại update nhanh đến như thế? Thì mình có thể hiểu được là lý do chắc có lẽ là bởi vì lỗi quá là nhiều. Bug này rất là nhiều luôn, bug cực kỳ nhiều. Anh em nào mà gọi là lướt trên YouTube, anh em có thể search gọi là bug vừa rồi check XL thì chắc là cũng có khá clip hướng dẫn đây. Nên mình nghĩ là chắc là admin quyết định là phải sửa cái bug này sớm, nếu không thì nát game anh em ạ. Và thật sự luôn là mình thấy admin này rất có tâm, khi mà phát hiện bug một cái là mình fix liền. Và điều này khiến cho cái tựa game của admin sẽ khó mà chết hơn được. Với một cái admin có tâm như thế này thì thật sự là mình rất là hy vọng cái tựa game này có thể phát triển mạnh hơn nữa. Và rồi chúng ta sẽ cùng xem thử bản update 3.6 vào ngày gọi là 10 tháng 3 vào lúc 11:10 sẽ có những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có những con boss mới. Wow, sau bao lần vất vả gian nan đánh dummy thì cuối cùng chúng ta cũng có được một đối thủ gọi là phản kháng lại chúng ta rồi anh em ạ. Không còn đánh với những cái con gọi là như bức tượng nữa, trời ơi nó chán thật chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là Cremation, và nó là một cái ability mới. Và anh em kiếm nó cũng như mọi cái ability khác, đó chính là anh em sẽ kiếm những rác quỷ và ăn vào thôi. Và nó thuộc hàng rare anh em ạ. Và thật sự thì mình cũng rất là muốn trải nghiệm thử cái ability mới này xem nó như thế nào. Và mình nghĩ là mình sẽ showcase em nó ở clip sau anh em nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là Add Odds to Shop GUI. Rồi, và cái odd này là gì? Sẽ có một số anh em sẽ thắc mắc đúng không? Thì mình nói thật luôn là anh em cũng không cần phải bận tâm đâu. Thì cái đấy nó cụ thể là nó như thế nào? Thì đây, mình sẽ show cho anh em nhé. Đây, cái odd đây là gì? Đây, anh em vào phần shop và cái odd đây. Đây, nôm na đơn giản gì hiểu là cái mà gọi là ghi ra cái tỷ lệ thôi. Đấy, đơn giản thế thôi. Ghi ra tỷ lệ cho anh em biết là cái tỷ lệ mà anh em mua nó như thế nào thôi. Chứ nó chẳng có cái quần què gì cả anh em ạ. Ờ nó thật luôn ấy. Rồi, ghi thêm được một cái bảng này thôi, gọi là thêm cái odd rồi đấy anh em ạ. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với gọi là patch dumping, có nghĩa là bảng vá, một cái bảng vá mà gọi là sửa cái lỗi dumping. Đấy, sửa cái lỗi mà bốc với anh em ạ. Đấy, sửa cái lỗi mà anh em dùng để nhăn bảng những cái đồ mà gọi là lỗi rồi được gọi dumping ấy, kiểu vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nút gọi là save button, và theo mình thấy thì cái nút này chắc có lẽ là một trong những cái phần mà để cho admin fix lại được cái lỗi này đi anh em ạ. Đây, nút save data đây anh em ơi. Đấy, ấn vào thì nó sẽ save lại, nhưng mà anh em đừng lo nhá, anh em đừng lo là chúng ta phải ấn vào thì nó mới chịu save. Thì anh em cứ out game nó vẫn save bình thường nha. Cái này thì chắc là một phần trong cái kế hoạch gọi là fix lỗi bug của admin thôi, nên chúng ta cũng không cần bận tâm về cái này nhiều đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái trường hợp gọi là fix cái lỗi mà mắc dữ liệu, thì theo như mình đánh giá là cái này là một cái nghĩ là khá là quan trọng, vì mình có thấy một số anh em bị mất dữ liệu anh em ạ. Đấy, một số anh em tuy không nhiều nhưng mà vẫn có người bị mất dữ liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Add Loading Screen. Thì cái này thì khi anh em vừa mới vào game thì anh em sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có một cái màn hình loading game ha. Thì cái này thì để cũng là một trong những cái gọi là kế hoạch để mà admin fix cái bug lên anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái power scale. Đây, đây là cái mà mình muốn nhấn mạnh với anh em. Một số anh em sẽ không hiểu power scale là cái quần què gì. Thì mình nói nôm na dễ hiểu đơn giản thế này. Power scale có nghĩa là giới hạn sức mạnh.
Nôm na dễ hiểu là giới hạn sức mạnh nha anh em. Vậy thì giới hạn sức mạnh là như thế nào? Rồi mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Anh em sẽ vào phần setting nhá. Anh em sẽ có một cái ô gọi là power scale phía bên phải thế này. Đây, vậy thì power scale là như thế nào? Power scale của anh em tối đa sẽ là 1 và nhỏ nhất có lẽ mình nghĩ là chắc là 0. Và power scale dễ hiểu nhất, nó có nghĩa là giới hạn sức mạnh của anh em lại để anh em có thể PVP một cách cân bằng nhất đối với người đối diện. Đấy có nghĩa là hai người, một người level gọi là 1.000, một người level 500 đi, thì làm sao mà solo cân bằng được đúng không anh em? Vì vậy là người level 1.000 đấy sẽ phải giới hạn sức mạnh của mình lại, giảm đi một nửa so với người, so với bản thân để có thể cân bằng với đối thủ. Và để làm điều đó thì cái người level 1.000 đấy sẽ vào trong phần này nhập số 0.5. Ok, 0.5, 0.5 không ghi được không ạ? Ở kia, ở đây phải dùng cho chấm ở giữa bàn phím mới được. Dùng cho chấm phía bên phải không được không ạ? Ok, mình sẽ giới hạn sức mạnh của mình là chỉ còn lại là 0.5 thôi. Và mình sẽ cùng xem thử start của mình nha. Để xem nó có gì đặc sắc xảy ra không ta. Mình thử reset thử nào. Rồi, để xem thử là sức mạnh của mình có thay đổi gì không ha. Ok, thì theo như mình đánh giá, mình thấy là nó có vẻ là không thay đổi về thông số, nhưng mà khi anh em cây đam thì nó sẽ thay đổi đấy anh em ạ. Mình sẽ thử nhá, dùng chiêu E nào. Mình sẽ thử dùng chiêu E xem nó có bị gọi là giảm đam không nhá, chiêu E nha. E. Ok, còn có 300 mấy đam thôi anh em ạ. 300 mấy đam, và bây giờ thì mình sẽ thử tăng nó lên lại là 1 nha. 1 này, scale này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ gọi là thử lại nào. Ok, lên 700 mấy luôn anh em thấy không? Đấy, lên 700 mấy đam liền. Đấy, và có nghĩa là nó không có thay đổi chỉ số trong này, nhưng mà khi mà anh em gây đam nó sẽ thay đổi nha. Và đây là cái cách để mà anh em có thể PVP với người khác một cách cân bằng hơn, cân đối hơn. Đấy. Thì thật sự thì theo như mình đánh giá, nếu mà gặp những người mà gọi là lừa đảo, những người mà gian lận ấy, thì người ta có thể gọi là ban đầu người ta đổi lại thành 0.5 đi, nhưng mà trong quá trình đánh nhau người ta đổi lên 1 thì cũng chẳng ai biết được anh em ạ. Nên mình nghĩ là mình cần phải thêm một cái gọi là thông báo đổi chỉ số đấy, như thế thì mới biết được là người ta có đổi không, chứ không là nhiều ông gian lận lắm. Ừ, nhiều ông chơi gian lắm không ạ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Mobile Phoenix Button, đã khá là hoàn thành những cái nút của những anh em nào chơi trên điện thoại thôi, đã khá là thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có Remove Herobrine, Herobrine. Thì theo như mình hỏi admin á, mình thật sự mình cũng éo hiểu là cái này là cái gì. Thì mình mới hỏi cái ông admin gọi là ông No More Rector này này. Đây, mình nhắn tin mình hỏi luôn. Đây, thì ông này có bảo với mình rằng là Remove Herobrine E ở Minecraft Shop, đã khá là một cái trò đùa thôi. Đấy, một cái trò đùa thôi nên mà nó chẳng có quần què cả. Nhiều mấy ông admin trong này nhay vậy đấy này. Ừ, nhay vậy cức cả. Ok, và thêm một cái nữa chúng ta sẽ có, đó chính là thêm lệnh pay. Đại khái là thêm lại cái lệnh pay rồi đấy. Như ở bản 3.5 thì anh em có thể thấy được rằng là chúng ta không thể dùng lệnh pay được đúng không? Thì bây giờ ở phiên bản này chúng ta đã dùng được lệnh pay rồi nha anh em. Và lệnh pay dùng như thế nào? Anh em vào phần setting, ở đây có một cái enter command này. Anh em vào đây, anh em nhập dấu chấm than, pay, cách ra tên, ví dụ như tên của ông nào đó. Mình thử mình nhập tiểu vương 07 thì hơn được không nhé. Rồi, và cho 100.000 vào. Rồi mình thử mình tự cho bản thân nha. Ok, không cho được anh em ạ. Ok, và trong server mình không có ai để mà cho cả. Thì đơn giản đây là cách để anh em pay mới nha. Đây, bây giờ thì anh em có thể pay cho tiền được rồi đấy. Rồi, và đấy là về cái bản cập nhật. Và tiếp theo thì ở dưới thì admin có ghi là cái gì đây. Fix cái cremation error đong, đại khái là fix lại một xíu thôi, chẳng có gì cả. Và ở dưới admin còn nhá hàng cho chúng ta, đó chính là update V3.7. Chúng ta sẽ có Boss Drop Dragon Ball không ạ? Mùi vãi cả liền. Boss Drop Dragon Ball có nghĩa là rớt ra những cái viên ngọc, 7 viên ngọc rồng, và chúng ta sẽ gọi là ước điều ước đấy anh em ạ. Wow, chúng ta sẽ có gọi là cái người mà bán những cái phụ kiện này, những cái áo giáp cho anh em này. Chúng ta sẽ có thêm code này, chúng ta sẽ có gọi là triệu hồi được rồng Sendron này. Wow, và ok, và đấy là tổng thể về cái update lần này của chúng ta. Và theo như mình thấy update lần này có một cái mà mình chưa nói với anh em, một cái mà mình chưa nói với anh em, thì thật sự đây mình sẽ nói luôn cho anh em nhé, anh em chờ tí. Đó chính là anh em có thể share kinh nghiệm của boss được anh em ạ. Quá là ngon luôn đúng không? Bây giờ anh em sẽ chưa biết mình đang nói gì đâu, nhưng đây nó ngon ở chỗ nào mình sẽ chỉ cho anh em nhá. Đây anh em thấy cái hai dấu chấm than này không? Đấy, hai dấu chấm than này, nó sẽ là nơi mà có con boss xuất hiện anh em ạ. Mình sẽ đi đến đó nha. Ok, và ở phía xa xa kia đó chính là hai con boss mới của chúng ta anh em ạ. Và tại sao mình lại bảo update lần này nó cực kỳ ngon là bởi vì nó có cái xe kinh nghiệm anh em ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa chỉ cần
Anh em ở trong khu vực này, ở trong cái khu vực này nha. Đây, bán kính khoảng từ tầm đây tới cái hồ, nói chung là trên cái hòn đảo này đi. Đấy thì anh em sẽ được nhận kinh nghiệm nếu có người giết được boss anh em ạ. Và anh em lưu ý rằng kinh nghiệm của boss sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em không cần đánh, anh em chỉ cần đứng đây AFK. Đấy, đứng đây AFK thôi. Rồi, mấy ông kia đánh đi. Ôi, đánh đi. Tôi đứng đây tôi hít cá thôi, tôi không làm gì đâu. Ừ, gọi là không làm mà vẫn có ăn đấy con ạ. Úi trời ơi, sướng không, sướng không. Đấy, và đây là cái cách để mà giúp cho những cái newbie người ta có thể level cấp một cách nhanh nhất nha anh em. Đấy, những cái pro có thể giúp cho newbie level cấp một cách nhanh nhất luôn. Và ok, chúng ta sẽ cùng thử trải nghiệm thử là xem đánh boss nó như thế nào nha anh em. Và anh em lưu ý rằng là bản cập nhật sau chúng ta sẽ có được gọi là drop đồ từ boss nha. Còn hiện tại thì boss nó không có drop gì cả. Bản cập nhật sau mới có nha anh em. Rồi và đánh nào. Rồi, úi trời ơi. Mày thích đánh nhau con trai? Tu bi nhiều tình yêu luôn. Tu bi nhiều tình yêu luôn. Úi trời ơi. Này thì à, mày mày đánh tao con trai, mình khô máu đó luôn anh em. Không có gì phải ngại. Không có gì mà mình phải ngại cả. Một con đã chết rồi. Úi trời ơi, hai con. Rồi mày nữa bước vào đây, trời ơi nó lại dễ quá con mà tao mắc có một xíu máu luôn á, trời ơi nó khỏe không, quá khỏe đi không ạ. Úi trời ơi, vì thật sự là hai con boss này theo như mình thấy là nó anh em nhìn thì anh em có thể thấy yếu bởi vì là anh em đã cày level quá là cao rồi và admin đang ra theo cái gọi là tốc độ tăng dần anh em ạ, chứ không phải là như anh em là anh em cày quá cái mức của admin luôn rồi nên thành ra là anh em mới thấy mấy con boss này dễ thôi, chứ thực chất đối với những người mà mới chơi người ta farm những con dummy xong người ta qua đánh boss thì nó cũng khá là chua đấy anh em. Ok, và đấy là tổng thể về bản cập nhật lần này và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em đánh giá như thế nào về bản cập nhật lần này, anh em thấy video này hữu ích hay không, và nếu anh thấy video hữu ích nhớ cho mình một like và một subscribe và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ở clip sau thì mình sẽ review cho anh em cái gọi là ability mới luôn và kèm thêm một số thông tin khác nữa. Ok, bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.